Kỷ niệm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin có dịp tìm về ngôi trường trung học phổ thông mang tên Người tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tấm gương sáng của bác Kiệt luôn in đậm trong tâm trí của thầy cô và các em học sinh nơi đây để noi gương phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt. Và một học sinh được nhắc đến nhiều nhất là cô học trò Phạm Thị Hoàng Quyên, cô lớp 11A3. Thầy cô tự hào về em, các bạn cùng lớp dành cho em tình cảm đặc biệt bởi nghị lực học tập phi thường, dù hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn và em lại không may mắc phải bệnh lupus ban đỏ hệ thống, căn bệnh mà hiện nay xã hội còn ít biết đến sự tồn tại của nó. Bao năm qua, căn bệnh quái ác không ngừng tàn phá cơ thể của Quyên. Làn da của em thường xuyên ửng đỏ, đau buốt khi tiếp xúc với ánh nắng. Từng mảng tóc rụng thưa thớt dần. Cả hai chân và hai tay đều cử động khó khăn, thậm chí không thể cầm viết được. Nhưng Hoàng Quyên vẫn đều đặn đến trường và đạt thành tích học tập tốt. Quyên ơi. Dạ em chào chị. Sao em không ra tập với mấy bạn em? Dạ tại em bị bệnh nên không được học thể dục chung với bạn. Thôi hai chị em mình vô lớp ngồi nói chuyện nhiều hơn em ha. Dạ. Quyên ơi, hiện tại thì cái tình hình sức khỏe của em như thế nào em? Dạ em thì lúc gài bệnh của em nó khác lại chị, nên mặt em nó đỏ lại, với em bắt đầu bị đau khớp lại. Em bị phát bệnh như vậy là từ khi nào Quyên? Dạ em phát bệnh từ cuối học kỳ 2 năm lớp 7. Lúc đó em cũng đi học bình thường rồi, nhưng mà tự nhiên nó bị sốt, cái lúc đó nặng quá cái nhập viện, rồi sau đó là em bị bệnh luôn chị. Từ hồi bị bệnh tới giờ thì ba mẹ có đưa Quyên đi khám ở đâu không em? Dạ có, dạ em hiện em đang khám ở bệnh viện Chợ Rẫy. Từ những ngày đầu phát bệnh như vậy thì em đã phải cố gắng như thế nào hả Quyên? Dạ lúc đầu phát bệnh thì em rất là khó chịu, em chưa có thích nghi được với cái triệu chứng bệnh, cho nên là rất là khó khăn cho em trong sinh hoạt hàng ngày. Mà cha mẹ em cũng cận kề chăm sóc cho nên em cũng dần dần vượt qua. Những lúc mà đi học như vậy thì lỡ mà bệnh có phát lên thì có ảnh hưởng nhiều tới em không? Dạ có, đôi khi bệnh em nó phát lên thì tay em nó đau chị, không có cầm viết gì được hết trơn. Em chỉ ngồi nghe giảng bài thôi rồi mấy bạn chỉ lại cho em. Những lúc mà phát bệnh nè, bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó, lúc đó là Quyên đã suy nghĩ đến điều gì để mình có thể mình vượt qua hết tất cả những điều đó? Em suy nghĩ đến sự hy sinh lớn lao của ba mẹ. Em suy nghĩ đến những cái tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình, tình yêu thương mà thầy cô, bạn bè và mọi người dành cho mình. Đó là niềm động lực cho em để em vượt qua. Em nhìn thấy ba mẹ vất vả thì em cũng buồn. Là em buồn vì mình không có giúp được gì cho cha mẹ hết. Nhưng mà cha mẹ luôn nói với em là cha mẹ có một niềm vui là nếu như mà em học giỏi thì đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ. Cho nên em chỉ biết thực hiện ước mơ đó của cha mẹ là em phải cố gắng học giỏi để cho cha mẹ em vui. Cái ước mơ lớn nhất của em ở hiện tại là gì hả Quyên? Dạ em ước mơ là em muốn được trở thành bác sĩ. Em muốn được làm bác sĩ để có thể tìm hiểu căn bệnh của mình và biết đâu em có thể trị bệnh cho mình và đỡ được gánh nặng cho cha mẹ. Vậy mới thấy Hoàng Quyên đã mạnh mẽ đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo và tạo cho mình niềm tin để phấn đấu vươn lên trước nghịch cảnh như thế nào. Em biết tất cả về sự nguy hiểm của căn bệnh khi hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị và không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Nhưng Quyên vẫn chiến đấu từng giờ từng phút để được sống và trân trọng quỹ thời gian quý giá của mình, để trao dồi kiến thức, từng bước thực hiện ước mơ. Mười ba tuổi, ngày Quyên biết được mình mang trong mình căn bệnh lupus, thì cũng là lúc bệnh viện tuyến tỉnh thông báo rằng bệnh đã chuyển sang giai đoạn toàn phát. Gia đình em đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chạy chữa cho em. Tuy giữ được tính mạng, nhưng Quyên vẫn phải tiếp tục sống cùng căn bệnh nghiệt ngã và phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày.
những cơn đau đớn vật vã vì bệnh tật vẫn không ngăn Quyên tiếp tục lao động và học tập. Tuy vậy, đâu đó trong tâm hồn non nớt của em vẫn có một khoảng trống rất lớn. Còn thể chất của em thì ngày một yếu ớt dần. Ngoài các biểu hiện ở da, thì bên trong cơ thể như tim, phổi, thận, hệ tạo máu và cả hệ thần kinh cũng đang bị tổn thương. Nhưng nhìn thấy mẹ cha vất vả vì mình, Quyên lại nhủ lòng phải phấn chấn và cố gắng hơn, dù con đường trước mắt sẽ còn nhiều thử thách gian truân. Hôm nay là anh không có ở nhà hả chị? Dạ, anh đi làm rồi cô. Dạ, bình thường là anh làm những công việc gì chị? Dạ, anh đi dắt sắt trụ điện á cô. Nhưng mà thu nhập từ cái công việc của anh thì như thế nào hả chị? Anh làm khoảng 80 ngàn ngày cô, mà ví dụ có thì kêu làm, còn không có thì nghỉ. Với cái khoản thu nhập như vậy thì nhà mình gặp nhiều khó khăn không chị? Dạ, thiếu hụt dữ lắm cô ơi. Bình thường thì cũng thiếu rồi, nay Hoàng Quyên nó bệnh này càng thiếu thêm. Dạ. Em có nghe Quyên nói là anh chị lao động vất vả nhưng mà ít khi nào cho con biết, không có nói cho con về cái những khó khăn hiện tại của mình. Thấy con nó ham học thì cũng mừng, mừng mà chưa được bao nhiêu lâu hết rồi. Thấy con bệnh vậy buồn lắm, buồn mà chị không dám nói cho nó biết. Nói thì sợ con còn nhỏ quá, nói rồi cái con nó nghe cái nó không học, nó buồn, nó lo, tại vì nó thấy cha mẹ cực, nó thương dữ lắm. Nó suy nghĩ sâu sắc lắm, nó cứ hỏi hoài. Hỏi mẹ, mẹ mà bệnh con không hết sao mà vẫn đi hoài vậy mẹ? Chị nói hết, từ từ rồi bác sĩ trị cho con hết, con đi học. Nó nói ước gì con sống được một ngày trong khỏe mạnh, mặt con trắng trẻo như mấy bạn, tóc con dài như mấy bạn. Chị nghe chị buồn dữ lắm, đau lòng con gái mình dữ lắm. Nhưng mà dù gì đi nữa thì anh chị cũng rất là cố gắng rồi. Mình cố gắng mình lao động hết cái khả năng của mình để mình lo cho con. Chợ thấy nó ham học dữ lắm cô. Bệnh mà ham học dữ lắm, không chịu nghỉ ngày nào hết trơn. Bệnh gì cũng kêu chị đưa đi lại trường á, ngồi nghe cô giảng, thầy giảng. Những lúc mà nó không có cột tóc nó được nữa. Sáng là chị phải cột tóc nó, rồi chị thay áo nó, chị mang dép đồ cho nó thẳng, rồi chị đưa đi vô tới trường ngồi, rồi chỉ nghe thầy cô giảng bài thôi. Rồi mấy bạn thì biết cũng mở tập ra chép phụ. Thường thì chị thường động viên con như thế nào để Quyên có thể cố gắng mà học tập cho tới ngày hôm nay hả chị? Dạ, chị nói giờ con cứ giữ gìn sức khỏe, con học đi, cái gì mẹ cũng làm cho con hết trơn. Mẹ cha sẵn sàng hy sinh cuộc đời mẹ cha để lo cho con học. Con chỉ có học thôi chứ con bệnh vậy sao con không có làm được gì như mẹ với cha hết trơn. Không mà đi khám bác sĩ nói trị suốt đời là chị muốn chết lặng trong người. Nhưng mà tội nghiệp con dữ lắm, nó không hiểu, nó chưa hiểu. Nó chưa có hiểu cái gì cái bệnh đó mà phải mang suốt đời cái. Chứ chị thì chị khóc từ trên xe về tới nhà. Nó quá non, nó còn năm lớp 7 tới giờ, nó bị bệnh năm lớp 7 tới giờ. Nhưng mà nghe mẹ mình nói nãy giờ thì Quyên có suy nghĩ gì không em? Dạ em thấy thương ba mẹ em gì. Ba mẹ nó hy sinh cho em quá nhiều. Dạ, ba mẹ không có từng không có nghỉ một ngày nào để có tiền để mà lo cho em chạy chữa. Dạ em phải cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn của ba mẹ của mình. Có như vậy mới thấy là sức khỏe của con cái thì rất là quan trọng đúng không? Cho nên lúc nào anh chị cũng phải cố gắng mình lao động, mình kiếm tiền để có thể lo được cái bệnh cho con. Trong câu chuyện buồn nhiều nước mắt của người mẹ nghèo, chúng tôi thấu hiểu được tận cùng nỗi đau của chị khi chứng kiến đứa con gái ngoan hiền của mình đau đớn vì bệnh tật. Tình yêu thương của người mẹ giúp chị kiên trì để giành giật lại mạng sống cho con trong điều kiện gia đình khó khăn. Trước đây, khi con gái phát bệnh, chị quyết định bán đi gia tài lớn nhất và duy nhất của gia đình là 3 công ruộng để chạy chữa cho con. Nhưng số tiền vẫn không đủ vì mỗi tháng phải đưa Quyên đều đặn đến bệnh viện điều trị.
Vậy là ngoài việc dành thời gian chăm sóc cho con ở bệnh viện, chị nhận làm thuê những công việc gần nhà và mở một quán nước nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Còn cha của Quyên, anh Phạm Văn Hiền, thì bắt đầu chuỗi ngày bôn ba đi làm thuê khắp nơi, có lúc xuống tận Sóc Trăng với công việc bốc vác phụ hồ, mong kiếm được một khoản tiền cho con đi bệnh viện mỗi tháng. Dù công việc nặng nhọc, gian lao, kể cả khi bị tai nạn lao động, làm mắt anh tổn thương, anh vẫn không ngơi nghỉ một ngày. Vất vả lo toan, nhưng nhìn thấy con vẫn lạc quan vui sống và chăm học là phần thưởng xứng đáng với người cha như anh Hiền. Khi biết Hoàng Quyên mang bệnh hiểm nghèo, tôi cũng cố gắng mà tìm những chuyện nào hay muốn gì mà cố gắng làm để làm sao cho hàng tháng có tiền để gửi về cho Hoàng Quyên đi tái khám. Những lúc mà khó khăn những như vậy, tôi cũng luôn luôn nghĩ về con, nghĩ về gia đình và sẽ cố gắng làm vì tương lai của con sau này. Hiện nay, triệu chứng nặng nhất của bệnh là Quyên bị teo cơ và cứng khớp. Nhưng ngày ngày, em vẫn nhờ mẹ đưa đến trường và ngồi chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Em cần mẫn ngày đêm, nỗ lực từng giờ từng phút để học tập, tặng mẹ, tặng cha những điểm 9, điểm 10 đỏ chói. Bao năm học qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt trội nhất là môn toán, với điểm trung bình môn đạt trên 9 chấm. Hoàng Quyên đã vượt lên số phận để sống trọn vẹn từng ngày, cố gắng không ngừng để viết nên câu chuyện ước mơ của chính mình. Chào mừng quý khán giả, quý thầy cô và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ trao học bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chương trình đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, bệnh tật hiểm nghèo đã khiến cho cuộc sống gia đình em Phạm Thị Hoàng Quyên vốn đã khó khăn nay càng trở nên chật vật hơn. Tuy sức khỏe yếu ớt, chưa biết rồi sự sống sẽ ra sao, nhưng Quyên vẫn cố gắng từng giờ từng phút vươn lên trong học tập. Chính vì thế mà chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay sẽ dành tặng đến em số học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng như là một phần thưởng xứng đáng cho em với những nỗ lực của em trong thời gian qua. Kính thưa quý khán giả, hôm nay tại ngôi trường mang tên Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ dành tặng thêm 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty ADC thực hiện cho 10 bạn học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ngay bây giờ Quỳnh Như xin được mời các bạn có tên chúng ta bước lên phía trước để nhận học bổng từ chương trình, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Ở trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, xin được mời bạn Trần Hữu Lộc, học sinh lớp 10B3, bạn Đào Thị Thu Hồng, học sinh lớp 10D1, bạn Bạch Văn Anh, học sinh lớp 11A4, bạn Nguyễn Võ Tài Trí, học sinh lớp 12C. Ở trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hiếu Nhơn, xin được mời bạn Trần Thị Ngọc Bơ, học sinh lớp 11/3, bạn Nguyễn Thị Như Ngọc, học sinh lớp 11A1. Ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, xin được mời bạn Quỳnh Thị Ngọc Quyền, học sinh lớp 12A1, bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh lớp 12A9. Ở trường Trung học Phổ thông Hiếu Phụng, xin được mời các bạn Phan Lê Duy Ngọc, học sinh lớp 11A2, bạn Nguyễn Phụng Hân, học sinh lớp 11A1. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Mười, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao số học bổng này đến các bạn. Ngay bây giờ sẽ là phút giây đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay. Quỳnh Như xin được mời em Phạm Thị Hoàng Quyên bước lên phía trước để nhận học bổng 20 triệu đồng từ chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Đỗ Văn Sử, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt sẽ lên trao số học bổng này đến Hoàng Quyên.
thưa quý khán giả, ngoài suất học bổng đặc biệt 20 triệu đồng mà chương trình dành cho Hoàng Quyên, thì chương trình cũng sẽ dành tặng đến gia đình em một phần hỗ trợ thông qua phần trúc thăm may mắn đến từ đơn vị tài trợ công ty ADC. Bởi vì hiện tại gia đình của Hoàng Quyên đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải lo chữa trị bệnh tình cho em. Ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin được mời chị Trần Thị Hoàng là mẹ của em Hoàng Quyên sẽ cùng tiến lên phía trước để tiến hành phần trúc thăm may mắn mà chương trình đã dành cho gia đình. Chị Hoàng và Quyên thân mến, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho gia đình mình 6 tấm bảng logo. Và trong 6 tấm bảng này thì sẽ có 4 tấm bảng trị giá 10 triệu đồng, 1 tấm bảng trị giá 15 triệu đồng và 1 tấm bảng đặc biệt mang tên ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng. Cho em hỏi chị Hoàng là chị sẽ chọn tấm bảng ở vị trí số mấy hả chị? Em chọn tấm bảng vị trí số 3 đi. Hy vọng là với tấm bảng vị trí số 3 thì mình sẽ trút được một tấm bảng có giá trị thật là cao chị nhé. Ngay bây giờ em xin mời chị hãy trút tấm bảng ở vị trí số 3. 4, 2, 3. 15 triệu đồng xin được chúc mừng gia đình. Và như vậy thì với việc chọn tấm bảng ở vị trí số 3 thì nhãn hàng thuốc diệt mầm đã hỗ trợ cho gia đình mình số tiền là 15 triệu đồng. Chị ơi, không biết là lúc này khi mà trút được tấm bảng trị giá 15 triệu đồng thì tâm trạng của chị lúc này như thế nào hả chị? Chị rất là mừng khi trong thời gian qua hoàn cảnh rất là khó khăn, hôm nay được sự giúp đỡ của trường và nhà tài trợ, chị rút được số tiền này để trị bệnh cho Hoàng Quyên hết bệnh, đang có sức khỏe đi học. Chị rất là cảm ơn chương trình. Dạ. Thế còn Quyên thì sao em? Em muốn nói gì lúc này nào? Dạ, em rất là vui. Em xin cảm ơn chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, công ty ADC, các nhãn hàng của công ty ADC đã tài trợ cho em suất học bổng này. Em xin cảm ơn quý thầy cô, bạn bè và mọi người đã động viên, giúp đỡ em, giúp em vượt qua khó khăn. Em xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện nhà tài trợ công ty ADC sẽ lên trao phần hỗ trợ này đến gia đình Hoàng Quyên. Các bạn học sinh ơi! Sau đây đến phần gì nào các em? Đúng rồi, đó chính là phần bốc thăm may mắn mà chương trình dành tặng cho các em. Chị xin mời một bạn nam đi, bước lên đây và chọn và giúp cho chị. Wow. Bây giờ mời em đem cái thùng phiếu này xuống các bạn bên dưới và chúng ta cùng thực hiện phần bốc thăm may mắn này nhé. Xin mời một bạn chọn ra giúp cho chị hai lá thông. Rồi, xin được cảm ơn em. Xin được chúc mừng bạn Võ Minh Thoại lớp 11A4. Và một bạn học sinh thứ hai đó chính là bạn của lớp 11B1. Xin được chúc mừng bạn Trần Thị Kiều Trang. Trang và Thoại thân mến, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho các em ba hộp quà. Và trong ba hộp quà này thì sẽ có các phần quà có giá trị khác nhau như là tivi, kim từ điển, máy tính bảng. Cũng có thể là các giá trị tiền mặt hoặc là những phần quà để phục vụ cho việc học tập của các em. Cho chị hỏi Thoại đi, em sẽ chọn hộp quà màu nào em? Dạ, em chọn hộp quà màu xanh. Thế còn Trang, em sẽ chọn hộp quà màu nào? Dạ, em chọn hộp quà màu vàng. Rồi, chị Quỳnh Như xin mời các em hãy mở hộp quà của mình ra và chọn ra trong đó một lá thăm nhé. Rồi, bây giờ trong tay hai bạn là hai lá thăm nè. Hai bạn có muốn đổi quà cho nhau không? Không muốn phải không? Xin mời Trang hãy mở phần quà của mình ra và đưa về phía trước để các bạn cùng thấy em nhé. 4 triệu đồng! Xin được chúc mừng em. Thế còn Thoại, phần quà của em là gì nào? Một máy tính cầm tay! Không biết là lúc này khi mà nhận được các phần quà từ chương trình thì tâm trạng của hai bạn như thế nào? Dạ chị, em cảm thấy rất là vui vì em có được một cái máy tính để phục vụ cho việc học tập. Rồi, xin cảm ơn em. Thế còn Trang thì sao em? Với 1 triệu như thế này thì mình sẽ làm gì nào? Dạ chị, là em cảm thấy mình rất vui và rất may mắn. Em sẽ sử dụng số tiền đó để phục vụ cho việc học tập của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Đỗ Văn Sử, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt sẽ lên trao hai phần quà này đến hai bạn may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý khán
khán giả, thông qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay cũng sẽ có rất nhiều đơn vị, những cá nhân muốn thể hiện sự quan tâm, đồng cảm cùng những em học sinh nghèo vượt khó. Và ngay bây giờ một lần nữa, Quỳnh Như xin được mời em Phạm Thị Hoàng Quyên bước lên phía trước để nhận các phần quà đến từ các đơn vị đồng hành cùng chương trình Thắp Sáng Niềm Tin dành tặng cho em. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Vĩnh Long sẽ tặng cho gia đình em 50 kg gạo. Nhãn hàng Quyết Thép sẽ trao tặng đến em 1 triệu đồng và 100 quyển tập. Và một chiếc xe đạp sẽ là phần quà đến từ nhãn hàng Godatus Syrup. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ gửi tặng đến em 1 cái tivi. Nhãn hàng gạo Tư Quý sẽ gửi đến em 1 nồi cơm điện. Em rất là vui, em xin được sử dụng số học bổng này để trị bệnh, trang trải chi phí học tập. Và em hứa là sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng quý thầy cô, bạn bè, mọi người đã giúp đỡ em. Kính thưa quý khán giả, và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 phút mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 4h thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quỳnh Như xin chào và hẹn gặp lại.